Rồi hôm nay mình có về Xuân Tây Cẩm Mỹ Đồng Nai về sông sông Ray á, phụ đám cưới của một người em. Đây, đám cưới ở quê. Bà con phụ lại đây đông, rất đông, rất vui. Mình sẽ quay cho các bạn coi cảnh đám cưới ở quê ha, nhà tự nấu nên hơi bị bộn. 8. Quay thêm bao hả? Quay 8 hả? Gà này 8 làm gì đó? Đi. Đi vậy? Ngon dữ. Nay ăn buổi tối hả Tám? Nhiều chuyện ghê. Vô trong đây nó có để cho nhiều chuyện ghê nữa. Đây gọi là gì ta? Đây, dì Tám hả? Dì Tám của chú rể. Mà nhiều chuyện nhất là hỏi bà Tám. Hỏi bà Tám. Dì Tám bán cháo vịt, gỏi vịt ở đây ha. Mà hôm nay Tám phải nghỉ đúng không? Nhường xô lại cho đám cưới đúng không? Đây, cá tầm. Nên nấu ở quê nên nó hơi bề bộn xíu. Phía trên quán em thì nhà hàng em thì quá dễ hơn. Rau măng tây. Quay kiếm bạc như mày. Vô mày làm đàng hoàng đó. Mày tớ làm mà mày chịu cái này lặt măng tây. Đây hai cô bé là nho. Nho có heo không bé? Có heo. Có heo à? Em heo hết trước. Rồi, đây mẹ chú rể, mọi thứ là cô lo hết. Mấy ngày rồi cô? Mình chuẩn bị cho cái tuần này hả? Tại vì mình nấu nhà. Tại vì tới 90 bàn nữa. 90 bàn. Cái tối nay là mình tầm 20. Anh Sang đang rửa đậu que để cho tối nay đúng không? Cái này tối nay với ngày mai ăn. Cái này tối nay với ngày mai. Tối nay ngày mai giờ rồi. Cái này là đậu nhà mình trồng luôn anh. À? Đậu qua sớm. Mình xóm hả? Ngon hả? Cái này chắc không có thuốc gì đâu hả? Cái nào không có thuốc là không có ngon. Không có ngon. Giờ đi vào nhà đi. Rồi anh Tý đang phi hành nè. Anh tự mình bào mình phi luôn hả anh Tý? Đúng rồi em. Đúng rồi em. Tý này anh hớt cái đầu, hớt tóc xong. Bạn hớt tóc nhiều Tý? 30. 30 ngàn hả? Hớt cạo mặt lấy tay luôn hả? Hớt cạo mặt lấy tay, gội đầu massage 60. Thì rẻ gì ba? Thiệt luôn hả? Hành này tự phi luôn hả? Lạp xưởng này anh. Toàn là thợ nam không? Bên bên tiếng là kia bà toàn là thợ nam. Dạ. Thì nãy giờ bà toàn là thợ nam không? Dạ, toàn nam không? Có nữ nè. Nam mà thanh niên.
Bữa đặc biệt đâu cho con quay cái nồi măng đó. Nó chưa thành nồi rồi, măng mà nó mới là dịch thôi. Mới là dịch này cô nấu là tối nay. Nè, dịch xào xả ớt nhưng mà xả ớt chưa để vô đây. Chứ mới là dịch nè, mới bầm xả ớt nè. Ớt thì giờ nó chờ cô Năm bầm miếng nữa. Nhờ cô Năm bầm luôn. Ớt chắc để thùng nước tá trước rồi đúng không? Món này khó làm không anh? Thì cũng hơi khó đúng không? Phải có nghề mới làm được này. Phải sắc nhuyễn ghê. Rồi em sang đằng sắt trứng vịt để bỏ xôi. Biết phải hành. Này nấu ở quê thì nó gầy hơn, không có đủ đồ với lại mình phải bày ra vậy thôi chứ không có gọn gàng được như ở trong nhà hàng được. Có sao giống như là giả chiến hả tí? Anh con gì tí? Anh Bảo á. Anh Bảo hả? Đợi anh đi săn được hả? Hồi xưa cậu em bắn con Bảo á. Hồi nãy cái răng mà. Có cái một hả? Tí này là có cái quán ăn Ba Đình 2 ở trên thành phố Bảo Lộc nó lớn lắm. Bữa nào lên trên quay review cái quán của Tí, có mấy món cũng ngon lắm. Ngon bổ rẻ. Quán ăn gia đình. Anh em có gì ghé 07 Phạm Ngũ Lão. Số nhiêu? 07 Phạm Ngũ Lão, phường 2, thành phố Bảo Lộc. Tủ lạnh đó là mình phải ướp bằng đá nè. Đủ. Thêm miếng cho chắc. Này là làm gì? Làm rau xào thôi cả. Rồi cẩm cho chiều mai hả? Sau này với gì? Tìm cật. Giờ đi nguyên dùng là đi luôn. Rồi trường. Anh về đi không? Tìm cật vô trường. Này là cô nấu món gì? Vịt nấu măng. Vịt nấu măng. Nhưng mà tại vì nhà măng nhiều quá, làm nhiều măng quá. Người ta một nửa măng thôi. Tại mình ăn măng nhiều hơn ăn thịt. Nhưng mà măng nhiều ngon mà đúng không? Ừ. Vịt này, vịt mình ở đây luôn hả con? Ừ, vịt này ngon. Báo nói chung chung vịt này ngon. Này mình lại tối nay ha. Bây giờ mình ăn đó. À, thì chiều nay đúng không? Chiều nay cái vịt nay mình ăn. Đây, lấy cái tô nóng. Để chú để mấy cái tóc này đập trà kìa. Đây. Rồi tất cả là vợ gửi là bao nhiêu? Tối dọn luôn á hả? Nắm thùng gì? Dọn nó lên chơi luôn. À, bây giờ bưng lên chơi gọn hả? Đây bàn lễ. Lễ tân hôn Thanh Hoàng Ngọc Như. Ăn cơm đi rồi. Có rắn hả? Mày ăn cơm rồi hả? Đưa nước sôi lên đã, chết. Này rắn gì quá? Rắn sọc dưa. Ăn con, bắt trong rẫy hả? Bắt trong rẫy. Này rắn làm món gì? Ăn hầm xả. Hầm xả. Để lát tí đạo diễn hả? Tí đạo diễn con rắn. Mang nồi ra ăn bốc mì chứ. Để lại luôn. Ăn đũa đi nè. Cho.
Đây mấy anh chàng đẹp trai đang lột trứng cút. À cái này là đông thanh niên như vậy mới có đủ trứng cút đó nha. Đúng rồi đúng rồi. Đang lột trứng cút hả anh Sâu? Đúng rồi. Cái này khó không anh? Bình thường thôi, tại mình quen rồi. Quen rồi hả? Ừ, mình lột quen. Chuyên nghiệp. Anh lột như kiểu vậy á, một ngày chứ anh lột chắc cũng được cả chục cái hay nữa. Không, mình lột nhiều lắm. Nhiều lắm hả? Chứ còn mấy cô kia đá trứng cút mà, đá được 2 trái à. À, đá. Ngày nào vừa vừa đá được 5-7. À, đàn ông đánh đàn. Ông anh Sang thì nhìn nó chuyên nghiệp hơn tí xíu nữa. Anh Sang có nó muốn nói gì xíu anh Sang? Có chân cúc. Hôm qua quay lần trước, nay quay lần mình cái nước quạt. Cái này em hái ở trên đập thôi con. Suối. Suối hả? Này tự hái luôn hả? Ừ. Con phải mua hả? Mua biết có. Nó mua nó trồng sao mà nó cộng dài mà nó non như trắng gì nè. Nó trồng công nghiệp rồi con. Còn này kiểu như mình này thiên nhiên. À, thiên nhiên. Cái này thiên nhiên. Đây gà trống thiến luôn. Gà trống thiến nhà tự làm. Đó cà ri gà đó. Này 20 tô hả? 10 con vịt, ram rất là tươi. Nhìn hấp dẫn quá ha. Tám nấu ngon kìa. Lát tám mới thả khoai vô sao hả? Đó tám mới thả khoai vô sao hả? Bỏ khoai với bỏ hành tây nữa là vô xong là chín, cái này chín rồi. Dạ. Khoai lang vô là xong. Khoai lang này tám chiên luôn hả? Chiên. Chiên sao mà màu đẹp quá vậy? Đây. Nấu cà ri. Cà ri chút múc lên tô rồi bỏ hành tây rồi ngò rồi lên mới đẹp. Đây nè đậu phộng rồi nữa. Hấp dẫn hơn. Dạ, còn cái bên này đó. Dạ, có nước dừa. Nước dừa tươi. Đây gà ấy là vịt roti chứ. Roti nước dừa với lá. Đây cái này là ăn buổi tối. Tối nay ăn trước đám cưới trên quê thì tối ăn trước rồi ngày mai mới là đãi chính, còn tối nay là đãi là cho bà con chồng họ anh em rồi về ăn trước rồi mai bắt đầu mới là đãi chính. 100 bàn. Tối nay thì ăn 20 bàn. Quay được cà ri chưa? Dạ. Quay được cà ri chưa? Dạ, ăn quay cà ri rồi. Cho con bỏ đầy đủ vô nó mới hấp dẫn chứ bỏ vô đầy đủ mà sao chẳng được. Tám chào bé bài khán giả đó. Chào khán giả. Đây tối nay thêm món cái này xào hả tí? Dạ. Món gì? Xào thập cẩm. Cẩm. Thêm gan cẩm. Thêm gan cẩm. Rồi trường. Xào với rau hả? Xào với rau. Rau củ quả. Rau củ quả, cái này buổi tối hơn. Đây cái này là nồi xôi đậu phộng. À, cô có cái nồi này mà cô làm bay hết rồi con. Dạ. Xôi đậu phộng ăn buổi tối. Còn mai sẽ mặn ha. Ừ. Đây đạo diễn món xôi đây. Những món xôi ăn đặc biệt luôn. Được rồi. Ngon lắm. YouTube nhà hãng đó nấu sợ mới về á. Nấu sợ thú mà bị Tám mình có dù mình lỡ mình chặt cái miếng nào mà nó rớt rớt ra được Tám. Mình test thử được. Ý mình giả bộ mình chặt mình nó rớt cái miếng nào ra dùng chậu đó. Anh thử là anh thử là miếng nào giờ nó đậm đà. Không, miếng anh thử là 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 nào. Ừ. Nước dừa tươi. Đó, nước dừa tươi. Có học qua trường lớp gì đâu. Ngày tối nay mình có ăn bánh mì hay gì đó. Bánh mì. Mì nước tương hả? Dầu hả? Ủa bác rồi nó
gian nó gặp tao rồi, gặp Út nữa. Nó gặp ba. Ờ, quy mà sao? Qua quy. Hết rồi, hết rồi. Hết chưa? Cái này chân gà này giờ hết hành nữa. Sợ ớt ha. Sợ ớt. 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 Bây giờ là 10:10 thì mọi người bắt đầu đi ngủ rồi, thì giờ tới lượt anh em mình chiến đấu. 45 con gà trống thiến. Hồi chiều là đánh 20 bàn rồi, 20 bàn buổi tối, giờ bắt đầu làm đồ cho ngày mai là 90 bàn. Dự định là 100 bàn nhưng mà sụp lại 10 bàn, giờ còn có 90 bàn. Dự định là đêm nay không ngủ, tối mai ngủ bù hết đi. Coi mẹ kìa, mẹ. Bà Xui tối nay là nổi nhất. Nói nói thiệt mấy đứa con chứ hôm nay không mặc quần áo gì là biết rồi, nó mệt mà. Khỏi đi, khỏi tao khỏi quần áo gì đây, tao chơi quần áo mặc ngủ luôn. Thôi ráng đi, thì xong đêm nay ngày mai là mình có đứa con dâu rồi. Mặc đồ ngủ luôn. Khỏi, người ta còn rồi bây giờ là 12:10 luôn. 8 đang luộc gà. Đây, cao thủ gà vịt hả? Luộc 3 nồi nha mọi người. Đây đầu bếp Quốc. Quốc cười các em. Cười với cho đỡ buồn ngủ đi. Món này khó không Quốc? Món này khó làm không? Nói chung là dễ lắm. Khi nào mà nó đen thì thôi à. Làm cái món đây này hành động bếp. Đây 8 luộc được một ít đây rồi. Nói chung mà đây không ham nổi tiếng. Nói chung vậy. Không ham nổi tiếng, nhưng mà ai mà có ghé Sông Ray á thì nhớ ghé cái quán dịch của 8. 8 bán mấy giờ tới mấy giờ? 4:30 tới 6:30 7 giờ. Thế giờ mà kêu không muốn nổi tiếng hơn tới giờ cũng không nói. 4:30. Không bán đơn giản nhanh gọn lẹ. Không thật. cái gỏi bao ngon bao cái gỏi bao, dịch của 8 này nó nổi tiếng nhất Sông Ray hả? Làm tay không bao giờ làm máy móc. Làm tay không mà. Làm máy móc nó không. Nói chung là muốn có một em 56 thì phải liên hệ với 8. Làm tay không bao giờ làm máy. Đó, nói chung mà dịch làm tay nó dai hơn là máy nó không bao giờ dai. Bao luôn, bao ngon, bao đặc biệt. Cái đó là bí quyết ha. À, bao sao mà ngọt chinh ham muốn cũng chưa được. Đây 30 kg nếp. Bây giờ là 1:30. Còn có 4 đồng chí. Đồng chí Quốc, Tí. Cái này đồng chí Trung đang rửa măng. Nãy giờ mấy thau rồi Trung? 4 thau. 4 thau hả? Trung có cảm giác gì rửa măng sao? Nó phê không? Phê, chùa lắm.
Trong đời có khi nào mà rửa măng lúc 1 giờ rửa đêm không? Lần đầu tiên trong đời. Chưa đúng không? Đi nhậu tới 4 giờ sáng có rồi, nhưng mà rửa măng 1 giờ rửa đêm chắc chưa đúng không? Đúng rồi, tiền luôn, quất cái chốn luôn. Tình hình bây giờ là 1 rưỡi sáng mà không có một cái cân lớn nào hết. Giờ có cái cân 5kg. Để cân 30kg nếp với lại nhân. Bởi vì nấu mà nấu ở dưới quê không có đủ đồ như ở quán, ở nhà hàng mình. 3 rưỡi sáng. Mặt bắt đầu ngu ngu a hi hi. Bây giờ là 4 giờ sáng. 4 giờ 10. Ok. Mọi người cũng gần xong. Một số công đoạn nữa. Trắng một đêm. Về. Mình đủ 4 loại rau hả? Ờ, rau kẹo nào, rau muống nè, bắp chuối nè. Bắp chuối đẹp không? Dưới bắp chuối vùng quê nè. Bắp chuối này trắng luôn. Bắp chuối này trắng như cắt trên cây xuống là nó trắng vậy đó. Bắp chuối mình mới bào xong đó, mới bào xong cái sọt đó. Bắp và rau sạch. Đồ bếp sắt xong giờ đặt lại lên hết rồi. Chơi cờ đó thôi. Chơi cờ đó không ăn ai. Tám. Tám ăn ớt thôi, tám ăn cái gì đâu. Tám ăn ớt hả? Mập mà đâu ăn nhiều thịt chi. Dư thịt rồi đâu ăn thịt nữa, ăn ớt thôi. Ớt giảm cân. Ăn ớt giảm cân. Em có thiếu mà ăn không được đâu. Ủa, rồi hết chưa? Rồi hết hả? Gần hết. Đây hai cao thủ chặt gà. Tôm hấp nước dừa làm sao? Thì tôm nước dừa thì chỉ đun sôi nước dừa lên rồi bỏ vô, bỏ tôm vô thôi. Cái nước cốt dừa đun sôi cái này em gì vô? Thêm tí ai đi ngon với đường. Ai đi ngon? Rồi lát chị Tám đạo diễn món đó nha. Bàn đâu hết rồi nhớ. Chương trình mình ngồi mình không có đâu, kệ đi, không có đâu. Sao gì? Tại vì nó phải là không có lượng đường. Mới đầu nãy đường bắt đầu không dám lượng. Thấy dương dương sôi vậy. Có qua đây anh ơi, anh ơi, anh ơi. Ý là nó nãy lúc đầu sợ. Nhưng mà giờ mình khoái cái lời ăn lửa chiều đúng không? Ừ. Ôi trời ơi, xong nhiều vậy mà thôi ít vậy hả?
Không, mình thấy vậy là vừa chị gửi chừng nào. Cái ớt thôi chị ơi, dư. Đây ấy cho mấy giờ mới vừa. Mình ra vậy là vừa rồi, lát dư mình chia bịch nhỏ, mỗi người bịch. Ờ, cho đem về. Tính hết rồi. Tính hết rồi. Nhà hàng thì khác chứ không phải nhà hàng Khánh Thanh. Ai mà có công nhiều thì mình cho bịch nhiều chút. Rồi, ai dư một bịch nữa thôi, giờ cũng kêu luôn hai bịch nha. Rồi. Thôi, lấy ngay cái bịch ra. Đây đồ bếp thứ dữ đây. Rồi mày túi 3 gram mang đi mà đựng. Bây giờ mày đi mày nói đi. Mày có quay ra quay ra nè. Ủa? Đúng anh. Em phụ đá hả? Dạ. Em đi uống rồi. Ổn không anh Sâu? Cái này nếu mà lát mà khách nó kêu không đều là anh Sâu chịu trách nhiệm đúng không? Tôi đếm từng sợi này luôn nè. Là tại giờ rồi. Thấy anh đây tôi làm nhau lâu chứ lát rồi anh quay qua chỗ khác là tôi đếm từng sợi luôn. Rồi. Mình làm gì cũng kỹ hết. Không chu đáo. Ăn uống mà. Chứ mất công có gì cứ sơ thúc đó là mình sao nói chuyện với bà con hàng xóm. Ghê. Đây sáng chủ nhật đám cưới Sông Ray. Rồi cho mọi người xem đám cưới 100 bàn ở Sông Ray nó như thế nào nha. Mình sẽ vào quay cho mọi người coi. Thì đêm qua mình thức mình một đêm nấu phụ ở trên này. Nó cũng có nhiều cái rất là vui. Có những cái lạ nó khác hơn so với ở trên clip của mình. Rồi để mình quay cho mọi người xem cái đám cưới Sông Ray 100 bàn. Đây là cái bắc rau. Cũng đẹp ha. Bên này nó hai cái bắc rau luôn. Một cái nền da đá, một cái nền cỏ. Đây, Thanh Hoàng, cô dâu Ngọc Như. Bàn đãi trong trường học, cái trường tiểu học ở trên này đãi. Đây sân khấu ly. Thank you.
xinh xinh, con dâu chủ nhà điện yên tình. Hai bạn hôm nay hạnh phúc nhé, hạnh phúc trăm năm đến tận đầu, trăm năm cho đấy một ngày cho đấy một giờ tân hôn, một giờ ngày hôm nay chú rể cùng con dâu của chúng ta đã tìm được bến bờ hạnh phúc. Xin mời qua người rể quý vị, chúng ta dành một trăm tay thật bên bỉ cho tình yêu trong buổi ngày hôm nay quý vị ơi. Ôi gọi là con dâu xinh xắn nắm bên nhau suốt cuộc đời. Rồi xin mời chú rể cùng đâu rất tốt yêu của mình tiến về với sân trường để cùng đi đến tình bạc thiệt chào đón người rể quý vị trong ngày hôm nay.